Ăn đi em. Dạ cảm ơn anh. Ăn đi con. Dạ. Lại còn dám đưa má con người đàn bà kia đến đây nữa sao? Ông giỏi lắm. Cứ chờ đó. Má. Phúc An, sao con lại đến đây? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của ba. Vì vậy con mới đến đây. Con không cần phải vào đó nữa. Bây giờ ba con chỉ cần má con người đàn bà kia thôi, chứ đâu cần quan tâm tới cảm giác của má con mình nữa. Má nói vậy là sao? Con có biết ai là người đứng đằng sau lưng bà Trang để mua lại công ty của con hay không? Má nói gì con không hiểu. Con ngây thơ quá con biết không Hang? Thật ra bà Trang không phải là người bỏ tiền mua lại công ty của con đâu. Có một người khác đứng đằng sau vụ việc này. Người đó con cũng biết rất rõ. Người đó là ai? Con cứ vào đó hỏi ba con đi rồi biết. Xem ông ta sẽ trả lời như thế nào. Phúc Hân à, hôm nay chị thấy Phúc Hân vui lắm. Vậy là từ nay em và anh Gia Khiêm sẽ không còn lý do gì để mà phải xa nhau nữa rồi. Chị tin chắc là hai người sẽ hạnh phúc. Dạ em cảm ơn chị. Hân à, cô cũng mong con và Gia Khiêm phải biết trân trọng hạnh phúc mà ba con đã đem lại cho hai con. Từ nay sẽ không phải trải qua những cảnh đau khổ chia ly nữa. Dạ con cảm ơn cô. Dạ cô cảm ơn cô. Vậy là mừng rồi. Từ nay sẽ không còn thấy cái cảnh thằng chó này nó thân thật nữa. Ba này, tự nhiên nói con thất tình chi vậy? Ý kìa, Phúc An nói tới á. Hay chưa, tôi nói rồi mà, nó vẫn nhớ ngày sinh nhật của ba nó. Phúc An, ngồi đi con, nãy giờ ba con chờ con đó. Con đến đây không phải dự sinh nhật của ba, con muốn hỏi ba một chuyện. An à, có chuyện gì thì con cứ ngồi xuống rồi nói sau cũng được. Ba nói thật cho con biết đi, có phải bà đứng đằng sau mua lại công ty của con không? An à, đúng là chuyện đó, ba con đã nhờ cô mua lại cổ phần công ty của con. Nhưng xét cho cùng, ba con làm như vậy cũng vì muốn giúp con thôi. Muốn giúp con? Muốn giúp con hay là cho con thấy con là kẻ thất bại? Không có ba con sẽ không làm được gì hết. Trong mắt của ba, con chỉ là một thằng thiếu kinh nghiệm, không làm được việc lớn. An à, không phải như con nghĩ vậy đâu. Trước kia bà cấm con, không cho con mang thương hiệu nước ngoài về. Còn bây giờ bà đứng đằng sau mua lại công ty của con. Bà nói đi, bà làm vậy để được gì chứ? Có phải bà muốn biến con thành con rối của bà không? Bà muốn chứng minh con chỉ là một thằng bất tài vô dụng. An à, con đừng dùng những lời lẽ đó nói với ba con. Làm cha làm mẹ, ai cũng muốn tốt cho con mình hết. Làm gì có chuyện cha mẹ muốn hơn thua với con cái. Cô không muốn nghe bất cứ gì hết, tất cả đều là giả dối. An à, Anh hai. Xin mọi người cứ dùng đi. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, men rượu cũng không giúp anh giải quyết vấn đề đâu. Em cứ mặc kệ anh, em cứ để cho anh sai, để quên hết mọi chuyện đi.
lại đứng đằng sau tất cả mọi chuyện này. Ngoài mặt thì nói là chú trọng phát triển thương hiệu truyền thống, nhưng đằng sau lại lén lút thu mua cổ phần của công ty mình. Em nói chuyện này anh đừng buồn nha. Thật ra anh chỉ là con cờ trong kế hoạch của ba anh thôi. Ba anh chỉ muốn dùng anh làm bình phong cho tham vọng độc tôn kinh doanh của ổng mà thôi. Em đừng nói nữa có được không? Có chuyện này em không biết là có nên nói với anh hay không. Chuyện gì? Đến cả anh mà em cũng chào trước đón sau à? Em đã âm thầm điều tra dù ngộ độc lần trước. Em nghi ngờ là chính ba anh ra tay đó. Em nói cái gì? Em đã dò la tất cả các nguồn tin. Có một tin đồn không biết là có chính xác hay không. Em nói đi. Nhưng mà cho thấy ba anh chính là người đứng đằng sau vụ ngộ độc. Mục đích của ba anh là khiến cho công ty mình rơi vào khủng hoảng, sau đó ba anh sẽ bí mật đứng ra mua lại. Em không tin là ba anh lại làm như vậy đối với anh đâu. Nhưng mà mọi chuyện đã quá rõ ràng như ban ngày rồi. Không muốn tin thì cũng phải cố mà chấp nhận sự thật thôi anh à. Sao? Sinh nhật của ông vui chứ hả? Tôi thất vọng lắm. Sinh nhật của tôi mà bà cũng không đến dự. Không phải má con người đàn bà kia cũng đến mừng ông đó sao? Ông chỉ cần có vậy thôi, chứ cần gì một người vợ như tôi. Tôi mệt lắm rồi, bà để cho tôi yên đi. Ông muốn được yên hả? Không dễ đâu. Anh à,
Em cảm thấy lo lắng lắm. Chị má vẫn chưa chấp nhận chuyện của tụi mình. Em sợ ba với má lại cãi nhau. Em đừng có buồn nữa. Từ giờ chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục má em. Dù có khó khăn hay là trở ngại, chúng ta cũng sẽ cố gắng để vượt qua, để không phụ tấm lòng của ba em nha. Anh phải hứa với em, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng không được bỏ em trước đó. Ba em đã tin tưởng và cho anh một cơ hội, anh sẽ không làm cho em và ba em phải thất vọng đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay để vượt qua hết những trở ngại nha. Dạ. Dạ ông chủ. Bà chủ nói bà bị mệt, bà không muốn ăn. Bà nói ông với cô Hân cứ ăn đi. Cảm ơn chị. Dì Năm à, chút xíu nữa dì Năm nấu cháo giúp con nha. Đợi lát nữa con mang lên cho má con. Dạ tôi biết rồi. Ba, ba đừng có lo lắng quá. Hôm nay con sẽ ở nhà cả ngày để chăm sóc cho má. Ba cứ yên tâm tới xưởng đi. Ăn sáng đi con. Dạ. Chút xíu cháo nha má. Má à, má phải ráng ăn một chút xíu để có sức khỏe mà thăm em Minh nữa. Cô còn dám nhắc tới em trai của mình nữa hay sao? Nếu biết nghĩ cho tôi, biết nghĩ cho cái gia đình này, thì đáng lẽ ra cô phải nghe lời tôi mới đúng chứ. Chứ đâu giống như bây giờ, có ba cô chống lưng, cô coi tôi không ra gì hết. Còn bây giờ bày đặt quan tâm tới tôi nữa hả? Má, con, con nhìn Kim thật lòng thương nhau mà má. Con xin má, má hãy cho con với ảnh đi ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa. Đi ra. Má, con xin má đó. Không có má con gì nữa hết. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Đi ra ngoài. Má, má đừng có giận, con sẽ đi ra ngay. Nhưng mà con xin má hãy ăn một chút xíu cháo thôi. Không có ăn uống gì nữa hết. Đi ra ngoài. Má. Đi. Đi. Con muốn nghỉ việc sao An? Đúng vậy. Con đang quản lý công ty rất tốt, với lại cửa hàng bánh cũng đang đi vào giai đoạn ổn định. Shading the Mall rất cần có con. Từ lâu Shading the Mall không còn là của con nữa. Nhưng vì chuyện của ba con giấu con mua lại công ty mà con nghỉ việc thì cô quá thất vọng. Xin lỗi cô, nhưng đúng, chính vì chuyện đó nên con xin nghỉ việc. Ba của con có quan điểm của ba, nhưng con có lập trường của con. Con nhất quyết không để ai kiểm soát con được. Nhưng mà ba con không hề muốn kiểm soát hay muốn chi phối như con nghĩ đâu. Bây giờ thì chuyện ba con có kiểm soát con không còn quan trọng nữa. Con sẽ tự đứng lên và quyết tâm gây dựng sự nghiệp mà không cần sự giúp sức của ai, đặc biệt là ba con.
Cô yên tâm, sau khi con đi, con sẽ tìm người tin cậy thay thế con quản lý cho đây à mô. Còn bây giờ xin phép cô con đi. Dạ, con thưa thầy. Con ngồi đi. Cái thằng này, đúng ra con phải tự giác đến xưởng làm việc sớm hơn. Sao phải đợi thầy gọi rồi con mới chịu đi làm chứ? Dạ, con xin lỗi thầy. Nè, còn cái đơn xin nghỉ việc của con đó, thầy không có duyệt đâu. Thầy trả lại con nè. Dạ, con cảm ơn thầy. Kim à, viên cách lên men bánh nha. Dạ. Má nè, con có nấu món cà ri gà, món má thích ăn nhất đó, mang một chút nha. Buổi sáng má đã không ăn rồi, buổi trưa má không ăn nữa, má sẽ mệt lắm á, mang một chút thôi nha má. Tôi đã nói là không muốn ăn gì hết, đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Má, má có giận con á thì má ráng ăn một chút xíu thôi, chứ cả ngày má không ăn như vậy á con lo lắm nha má. Má ngay ra ngoài, tôi muốn được nghỉ ngơi. Má, tôi nói cô không hiểu hay sao hả? Tôi muốn được nghỉ ngơi, đi ra ngoài. Anh biết với tính háo thắng của nó, nó nhất định sẽ từ chối sự giúp đỡ của anh, nên anh mới nhờ em mua lại công ty. Nào ngờ. Em cũng không hiểu tại sao Phúc An nó lại biết được chuyện này, nhưng anh cũng thấy nó giận dữ như thế nào rồi đó. Nó cho rằng anh làm như vậy là muốn kiểm soát, chi phối nó, chứ không phải là muốn giúp đỡ nó. Trang à, anh nhờ em đứng ra mua lại công ty, mục đích chủ yếu là muốn giảm bớt tính háo thắng và tự mãn của nó, giúp nó rèn luyện tính kiên trì và nhẫn nại. Nhưng không ngờ mâu thuẫn giữa hai cha con lại trầm trọng hơn. Thật sự là bây giờ anh không biết dùng cách nào để hóa giải chuyện này nữa. Anh cứ gặp Phúc An và nói hết những điều này cho nó nghe nha. Như vậy có phải tốt hơn không? Biết đâu được nó sẽ hiểu nỗi lòng của anh và không còn ương ngạnh nữa. Nếu nó chịu nghe lời anh thì đâu có phiền đến em đâu.
Anh cũng cảm ơn em đã giúp đỡ cha con anh trong suốt thời gian qua. Anh à, mình là bạn bè với nhau, anh khách sáo với em làm gì? Phúc An nghỉ việc rồi, Shading the Mall mình tính sao hả anh? Gia Phúc được mọi người biết đến bởi các dòng bánh truyền thống, nên anh không thể nào đưa thương hiệu ngoại vào công ty được. Một lần nữa anh nhờ em giúp đỡ tìm người chuyển nhượng lại cửa hàng nha. Em hiểu mà, em biết mình phải làm gì rồi. Anh cũng đừng có buồn nữa, chuyện Phúc An cũng đã như vậy rồi. Em nghĩ là nó phải va chạm với thực tế cuộc sống nhiều hơn nữa thì nó mới có thể biết được điều gì cần và điều gì không cần, điều gì đúng và điều gì chưa đúng. Từ đó mới có thể giúp nó trưởng thành hơn. Tôi đã nói là cô ra ngoài đi, sao nói hoài không hiểu vậy? Anh hai nè, chứ cô nào đâu. Ủa, anh hai hả? Vậy mà nãy giờ em tưởng Phúc Hân. Em coi em kìa, mới nhịn ăn có ngày mà nhìn mệt mỏi ghê chưa. Nghe em điện thoại đòi tiệc thực là anh lật đật chạy tới liền, lo quá. Cầm đi. Nhưng em nhìn đâu cả buổi rồi, anh biết em đói rồi, anh mua bánh chè măng đó. Ăn đi, em phải ráng ăn để cho có sức khỏe mới lại chuyển được Phúc Hân chứ, đúng không? Ngọc à, bây giờ á, anh chỉ có mình em là người thân thôi. Em mà có chuyện gì á, làm sao anh sống đi Ngọc? Em biết rồi, anh đừng lo nha. Nè, tranh thủ không có ai á, ăn đợi đi em. Đó rồi, mọi người. À, hồi nãy anh có ghé qua tiệm bánh tính tìm Phúc An thì cái gì vậy? Thì anh thấy chồng em, anh thấy nó thôi, nhưng mà nó không thấy anh. Nghe mấy đứa nhân viên nói á, chồng em đến để tìm bà Trang. Ông tới bà Trang có chuyện gì anh có biết không hả? Sao biết được, hai người họ kéo vô phòng nói chuyện riêng. Phúc An á, nghe nói là nó tính nghỉ công ty đó nữa rồi á. Vậy là một lần nữa ông lại đẩy con trai em ra đường. Em không thể, em không thể tha thứ cho ông được. Anh phải công nhận á, chồng em á tin tưởng bà Trang hơn em. Phải tin tưởng lắm á thì chồng em mới giao tiền, giao một số tiền lớn cho bà Trang mua lại công ty của Phúc An. Thôi đi, anh đừng có nói nữa. Em đang muốn điên lên đây nè. Anh còn nói như vậy nữa là sao? Chồng em càng ngày càng quá đáng, còn con gái thì được ba chống lưng, cho nên nó không xem lời nói của em ra cái gì hết. Anh nghĩ xem em sống vì cái gì đấy hả? Thôi em bình tĩnh đi. Chuyện Phúc Hân á, em không cần phải lo đâu. Phúc Hân á, nó là một đứa con gái yếu đuối, lại hiếu thảo nữa. Em chỉ cần nhịn ăn vài bữa thôi, nó thấy em hốc hác lại tiều tị nữa, thế nào nó cũng siêu lòng. Má ơi, má, con mang cháo cho má nè. Ngọc à, Ngọc, bây giờ em không chịu nghe lời anh thì thôi. Em không muốn ăn á thì em quăng đi, chứ em bóp nát quán vậy là sao hả Ngọc?
cứ mặc kệ tôi đi. Bây giờ tôi sống cũng bằng thường. Con cái có chịu nghe lời tôi đâu. Thà tôi chết đi, thà tôi chết đi cho má rồi. Ơi, má. Trời ơi, em nói cái gì vậy Ngọc? Bây giờ á, Phúc Hân nó nấu cháo cho em ăn nè. Thì thôi, em vì con em ăn miếng cho nó vui đi Ngọc. Không, nó có còn coi tôi là má của nó hay không? Vậy thì tôi ăn uống để làm gì chứ? Con cái lớn rồi, muốn làm gì thì làm, không bao giờ nghe theo lời của cha mẹ hết. Thôi, bình tĩnh đi em. Nè, Phúc Hân mà, thì cậu thấy má con vậy á, thì cậu đứt từng khúc ruột. Con á, còn sao nếu được á, thì chịu làm má con ấy. Chứ để tình hình má con vậy hoài á, thì chết thiệt chứ không phải dẫn chơi đâu. Đi ra ngoài đi. Anh thôi đi được không hả? Anh về nha. Anh nói sao? Anh từ bỏ công ty rồi hả? Phải. Nhưng sao anh lại quyết định vội vàng như vậy? Jardin de Mo là tâm huyết của anh mà. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh không muốn người ngoài nhìn vô anh là một kẻ bất tài vô dụng, chỉ có thể bám víu vào ba anh mới thành công được. Anh sẽ chứng minh cho ba anh thấy ba anh đã sai lầm khi xem thường anh. Em hiểu anh mà. Em cũng dự đoán là chuyện này sẽ xảy ra. Em có tin anh sẽ làm lại từ đầu và gây dựng lại sự nghiệp không? Chỉ với hai bàn tay trắng đi của mình. Tại sao em lại không tin anh chứ? Em luôn biết anh là một người có bản lĩnh và đầy tài năng mà. Cảm ơn em. Lúc nào cũng bên cạnh anh, tin tưởng anh. Anh sẽ cố gắng gây nên sự nghiệp cho mình. Sau đó tụi mình sẽ cưới nhau. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Cố gắng chờ anh nha. Hồ sơ của cậu rất ấn tượng. Học lực và trình độ của cậu không chê vào đâu được. Tôi muốn ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng kinh doanh. Tôi sẽ làm tốt khâu chiến lược. Tôi sẽ mang lại doanh thu tốt cho công ty của chúng ta. Tôi xin lỗi vì không thể nhận cậu vào công ty được. Tại sao? Chẳng phải anh mới vừa nói là trình độ tôi rất tốt mà. Tuy là vậy, nhưng sự việc xảy ra ở công ty cũ của cậu tôi cũng biết. Dù ngộ độc làm cho công ty cậu sắp phá sản. Nếu không có ba của cậu mua lại và đứng ra giải quyết những hậu quả, thì chắc chắn cậu sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng rồi. Nên tôi rất lo ngại về vấn đề đó. Đúng là chính tôi đã gây ra vụ khủng hoảng đó. Nhưng tôi hứa là tôi sẽ khắc phục và sẽ không làm lại chuyện đó lần nữa. Chỉ hy vọng là quý công ty cho tôi cơ hội làm việc. Cậu quá lời rồi. Ai mà không biết cậu là con trai của ông Trần Minh Dũng. Cậu chỉ cần trở về Gia Phúc hoặc ở lại với thương hiệu công ty nước ngoài mà ba cậu đã mua. Cần gì cậu phải chức giả đến xin việc với những công ty quy mô nhỏ như công ty của chúng tôi. Nếu anh đã nói vậy thì tôi không biết nói gì hơn.
Tôi đến đây để xin việc, chứ không phải đến đây để nghe anh dạy đời. Cảm ơn em. Lúc nào cũng bên cạnh anh, tin tưởng anh. Anh sẽ cố gắng gây nên sự nghiệp cho mình. Sau đó tụi mình sẽ cưới nhau. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Cố gắng chờ anh nha. Cậu quá lời rồi. Ai mà không biết cậu là con trai của ông Trần Minh Dũng. Cậu chỉ cần trở về Gia Phúc, hoặc ở lại với thương hiệu công ty nước ngoài mà bác cậu đã mua. Cần gì cậu phải chất giả đến xin việc với những công ty quy mô nhỏ như công ty của chúng tôi. Con nghe nè má. An hả con? Dạ, có chuyện gì vậy má? Má biết con đã rời bỏ công ty. Con làm vậy là đúng lắm. Nhưng má thấy lo cho con quá. Má cứ yên tâm đi. Con biết cách xoay sở cho mình mà. Con muốn chứng minh cho ba biết khả năng của con như thế nào. Má đừng lo cho con quá. Hay là con về Gia Phúc phụ giúp má một tay đi. Không bao giờ. Con sẽ không bao giờ quay lại đó. Đúng là một thằng bất tài. Giác đơn xin gì, biết bao nhiêu là công ty, mà ai cũng đại anh là người của Gia Phúc, nên không chịu nhận. Vì họ không biết nhìn người thôi. Anh trách làm gì? Tại sao tất cả mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khinh thường vậy? Họ nói có sự đỡ đầu của ba thì anh không cần phấn đấu gì cả, cứ quay về Gia Phúc mà hưởng cuộc sống an nhàn là được rồi. Thôi anh đừng có buồn nữa mà. Hôm nay em có tin vui muốn báo cho anh biết nè. Tin gì? Em biết có một nơi không kỳ thị anh là người của Gia Phúc, vì người ta chỉ xem trọng năng lực của anh mà thôi. Em nghĩ anh đến đó anh sẽ có điều kiện để chứng minh năng lực của mình cho ba anh thấy. Là ở đâu? Em nói cho anh biết đi nha. Anh sẽ tới đó liền. Là Vạn Lộc. Em rất xem trọng năng lực của anh. Nhưng mà anh... Anh sợ Vạn Lộc đối đầu với Gia Phúc đúng không? Anh đã quên câu thương trường là cạnh tranh công bằng mà. Nếu Gia Phúc thực sự vững mạnh thì cuộc cạnh tranh này cũng đâu có gì là đáng ngại. Còn nếu như Gia Phúc thất bại thì phải xem lại cách kinh doanh của ba anh. Và việc đó thì đâu có liên quan gì đến mình. Ba anh đã nhẫn tâm đến như vậy thì anh cần gì phải nghĩ đến ông ta làm gì nữa. Anh đồng ý với em. Một lần nữa, anh muốn chứng minh cho mọi người thấy năng lực của anh như thế nào.
Anh Phán à, thằng Khiêm chưa về hả anh? Chưa. Nó ở lại trong xưởng nghiên cứu bánh mới gì đó. Nó kêu tôi với bà ở nhà ăn cơm trước đi, đừng chờ nó. Hồi sáng tôi có nhắc nó cố gắng phát huy sở trường làm bánh, chứ đâu có kêu nó ở lại đêm. Cái thằng thiệt tình à. Thì anh cũng vậy thôi, đã không làm thì thôi, mà làm rồi thì tới nơi tới chốn. Ai kêu cũng không chịu nghỉ, khuyên cũng được hết. Ở vậy thầy nào trò đó là phải rồi. Đây đây, có cơm rồi đây. Trời ơi, ta nói anh Dũng tới chơi mà không chịu báo trước, làm tôi không có chuẩn bị món gì hết trơn á. Thôi thì nhà có gì ăn nấy nha, ăn đạm bạc với tôi với ổng nha. Nhà có canh chua với cá lóc kho tiêu thôi hả? Được anh chị mời cơm là quý lắm rồi, sao mà dám chê bai. Nè, cá lóc kho tộ ăn với canh chua là đúng điệu rồi. Vậy hả? Là ngon quá rồi, chứ đạm bạc gì chị Sáu. Thôi anh thích là được rồi. Nè, nếu mà ngon ăn nhiều nhiều vô nghe. Nè, cảm ơn ông. Chị Sáu, cái lóc chị kho ngon thiệt đó. Vậy hả? Ngon thiệt hả? Ngon thì ăn nhiều vô đi, cơm còn nhiều lắm nè, ăn tự nhiên đi, đừng có sợ thiếu nha. Cảm ơn chị. Nè, bà cũng ăn nhiều vô đi. Sao gấp tôi nhiều vậy? Gấp cho anh Dũng kìa. Lỡ anh Dũng nghĩ gì thì sao? Cái bà này nghĩ gì đâu nghĩ, thì tôi cũng gấp cho ảnh vậy, đúng không? Anh Dũng ăn đi anh Dũng. À, được rồi. Để tôi coi. Đó, đây, nè, ăn đi anh. Bà về ở với cha con tôi lâu rồi, nhiều khi bà nói cái giọng gì tôi không hiểu gì hết. Ông này, ông chắc gì vậy? Tôi thấy cuộc sống hai vợ chồng anh chị rất là thú vị đó. Bà này, tự nhiên nhắc dấu quá. Tôi lo ăn đi, nói nhiều quá. Bà ăn hiếp tôi không á, mình nãy tôi giờ bầm hết là gì bà? Ủa chạy trên đó, có đấy không? Anh nè anh, đừng nghe ông nói. Nghe nè, anh mới vừa làm một ổ bánh khoai mì nướng đặc biệt đó, anh sẽ gửi hình cho em xem nha. Em nhận được rồi, nhìn ngon quá đi. Tiếc là em không có ở đó để nếm thử đó. À mà nè, bánh khoai mì lần này đặc biệt là sao? Đặc biệt ở chỗ á, là anh đã phối hợp giữa khoai lang trồng ở Đà Lạt với lại khoai mì. Khác với trước đây là khoai mì không có nhân, còn anh, anh đã dùng dừa với lại đậu xanh để làm nhân. Vậy hả? Dù em biết là anh đang cố gắng làm việc, nhưng mà anh cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi đi nha, trễ lắm rồi đó. Anh biết rồi. Anh thử bánh xong là anh về liền à. Em cũng ngủ sớm nha. Em biết rồi. Chúc mừng cậu. Rất vui vì cậu đã đồng ý làm việc cho Vạn Lộc. Nói thật là khi đưa ra đề nghị này, tôi không nghĩ là cậu
sẽ đồng ý. Ngồi đi. Ông có muốn biết lý do vì sao tôi đồng ý làm việc ở đây hay không? Có ba lý do. Thứ nhất, hiện tại trong công ty ông đang rất cần những người có năng lực như tôi. Thứ hai, tôi và ông đều đồng quan điểm kinh doanh như nhau. Còn thứ ba thì sao? Còn thứ ba, tôi muốn chứng minh cho ba tôi thấy ông ấy đã sai khi xem thường tôi.